Ta nói cuối tuần con với dâu về chơi với mình, công nhận vui thì vui thiệt, cực quá. Công nhận chứ, về quê chồng thoải mái dễ sợ. Về không khí thì trong lành nè, ăn rồi ngủ, thẳng cẳng một giấc tới xế chiều mới dậy. Chụp mấy tấm tự sướng up Facebook cho bạn bè coi cái coi. Chụp coi. Đó kiểu. Ủa? Dạ, mẹ. Con, sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút xíu nữa đi con? Dạ, từ lúc ăn cơm trưa tới giờ con ngủ cũng được 3 tiếng rồi nên thôi con dậy. Vậy hả? Mới 3 giờ à? Sao không ngủ hơi chừng 4-5 tiếng nữa? Con xin lỗi mẹ, con nói chuyện mà con không có nhìn mẹ. Tại con đang up hình lên Facebook cho mấy bạn con nó coi. Là sao con? Hồi nãy con có chụp mấy tấm hình của mẹ đang đứng quét sân nữa. Rồi con up lên Facebook là mấy đứa bạn con ở trên Sài Gòn là thấy con đang ở dưới quê chồng con, để thấy hình mẹ luôn. À, mẹ dạ. Hiểu rồi. Có nghĩa là con dán hình mẹ vô trong cây bút đó. Giống như là người ta dán mấy cái hình vô trong cái bịch me để đưa cho mấy đứa nít tới coi chứ gì, phải không? Dạ không phải mẹ. Cái này là Facebook chứ không phải là cây bút. Con giải thích làm sao cho mẹ hiểu ta. Facebook này có nghĩa là mình nối với lại cả thế giới, cả cộng đồng. Ví dụ mình đang ở nhà vậy nè, mình biết tất cả mọi người làm cái gì ở đâu, bên nước ngoài luôn á mẹ. Trời, hay vậy đó hả? Dạ, cây bút. Dạ. Thôi đó nghe nè, bây giờ con dậy rồi ha. Bây giờ chạy xuống sau nhà bắt cái nồi cơm chiều đi. Rồi để mẹ vô mẹ coi mấy con gà chút xíu nha. Dạ mẹ. Cài cài, tụi nó đang làm gì ta? Mình phải check in cho tụi nó biết là mình ở dưới quê thiệt nữa. Chụp thêm mấy cảnh nữa coi, chụp mấy cái giường cây rồi này nọ. Con ơi. Dạ dạ mẹ. Ủa chưa chạy vô bắt cơm nữa hả? Dạ dạ con vô liền mẹ. Chụp hình cảnh nhà mình ha, xong cứ vô bắt nồi cơm nha trẻ. Dạ mẹ. Để má trẻ u qua nhà Việt Nam có chuyện chút xíu rồi mẹ về liền. Dạ. Dạ mẹ. Con làm gì vậy, xong chưa? Dạ. Con dạ lận dạ cái gì? Dạ. Con à, sao kỳ vậy? Hả? Mẹ mới qua nhà bên Việt Nam đó. Cái Việt Nam nói á, mẹ già rồi mà mẹ còn điệu. Mẹ mới hỏi mẹ điệu cái gì? Mẹ nói chứ, bên Việt Nam nói chứ, trời ơi, bà ơi, bà quét sân, bà chổng mong là bà quét sân. Rồi xong hả, bây giờ hả, bà chụp hình lên, con gái Út á, nó mở cây bút ra, bây giờ cả xóm nè, đều coi hình của bà trên cây bút á. Là sao vậy? Cái vụ gì cây bút dính líu của con phải không? Dạ, công nhận nha, Facebook nhanh thiệt, con mới đưa lên, không tới 5 phút nữa là ai cũng thấy mẹ trơn, vậy là mẹ nổi tiếng rồi đó mẹ. Con nói cái gì? Bây giờ cái hình của mẹ chổng mông quét sân thì ai cũng thấy mẹ hết hả? Dạ. Trời ơi, con sao vậy con? Mẹ cứ kêu con á là đi vô bắt nồi cơm, con không chịu bắt nồi cơm, con chụp hết hình này tới hình nọ, rồi con chụp hình mẹ con tung lên trên cái cây bút gì của con, cả thế giới đều thấy mẹ. Trời ơi, đúng là con dâu thời cây bút nè trời.